Từng ngày từng tháng trôi qua thành nhau, nhìn em vẫn mong chờ tình yêu. Nước mắt bao cảm xúc, nỗi đau em mang thân nhau. Giờ để mình trong đôi mắt thì còn nhìn thấy xa xa. Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập bài Your Smile nhé. Và ở bài này thì Dung sẽ hướng dẫn các bạn chơi giống như cái bạn của Obito viết với lại Hân Ngân á. Thì bài này các bạn sẽ sử dụng kẹp capo, mình kẹp vào ngang đàn thứ hai đó. Rồi mình sẽ có bốn cái hợp âm cơ bản như sau: đô trưởng là ký hiệu là chữ C, dây bass là dây số 5, dây đàn của mình từ trên xuống dưới là 6 5 4 3 2 1. Mỗi hợp âm sẽ tương ứng với một dây bass như vậy ha. Rồi tiếp theo là rê trưởng, ký hiệu là chữ D, dây bass sẽ là dây số 4 nè. Hợp âm son trưởng, ký hiệu là chữ G, dây bass là dây số 6. Rồi hợp âm mi thứ, ký hiệu là chữ E, M, dây bass là dây số 6. Ở cái khẩu đầu tiên á, các bạn sẽ đệm như sau: bass 3, 2, 1, đập, móc, đập. Bass là tương ứng với từng hợp âm mà, đô trưởng bass là 5 nè. Rồi 3, 2, 1. Sau đó các bạn đập vô dây đàn. Đó, mình đập vô dây đàn như vậy. Sau đó các bạn sẽ móc 3 dây, 3, 2, 1. Mình móc 3 dây này lên cùng lúc. Thì Dung đọc là móc ha. Xong rồi các bạn lại đập vô dây. Bát, 3, 2, 1, đập, móc, đập. Làm chậm nè. Bát, 3, 2, 1, đập, móc. Mỗi hợp âm các bạn sẽ đánh công thức này là một lần nhé. Bát 3 2 1 đập móc đập. 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 Lại lần nữa nè, đô trưởng. Đó, rồi Dung mở cái phần của ca sĩ lên nè, đánh theo nha. Từng ngày từng tháng trôi qua thành năm, em vẫn mong chờ tình yêu. Nước mắt bao cảm xúc, nỗi đau em mang thân yêu. Giờ để mình trong đôi mắt thì còn nhìn thấy xa xa. Vậy thì em buồn giàu nhau, chẳng thấy ai thương em. La 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 la, em mong hát tình yêu bài ca. Rồi đến cái khổ này á, các bạn sẽ thay đổi cách đánh nè. Khổ này sẽ là móc, móc đập, móc đập. Thì cái móc đầu tiên là các bạn sẽ móc các dây bao gồm dây bass và dây 3, 2, 1, móc 4 dây này lên cùng lúc. Còn những cái móc phía sau thì các bạn móc 3 dây 3, 2, 1 thôi. Móc, móc đập, móc đập. 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 Đô lại nè. Rồi mình đánh theo nhạc của ca sĩ nha. La 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 la, em mơ ca từ nhiều bài ca. Đôi chân đã sinh trẻ con, đi khắp nơi em không về nhà. Bởi thế em sinh thường mà dặn lòng một người đừng yêu ai. Chỉ có nắm tay em thôi, khóa đôi môi không cho một ai. Dắt tay em đi qua rừng người trên phố đông. Rồi chỗ này các bạn lại đánh lại rải như khúc đầu á. Bát 3 2 1 đập móc đập. Bát 3 2 1 đập móc đập. Rồi đến khổ này thì thay đổi ha. Móc, móc, đập, móc đập. Rồi hai cái móc đầu tiên là mình sẽ móc 4 dây nhé, bao gồm dây bát và 3 2 1. Móc, móc. Đó, hai cái móc đó đánh liền nhau. Móc, móc, đập, móc đập. 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 Đô nè. Rê. Son. Mi thứ. Rồi Dung mời nhạc ca sĩ lên ha. Hay hóa ra yêu duyên này. Để anh lâu nước mắt chẳng để dòng buồn trên quê mi. Yeah, yeah, yeah.
Còn cái chỗ kia là trong bản gốc có vuốt vuốt bát á, thì mình có thể đánh như vậy. Mình cứ yêu đi để thấy một ngày đêm trời sẽ ghé thăm. Đó, mình đánh đến cái mi thứ chỗ ghé thăm á, móc đập xong rồi vuốt bát. Mình cứ yêu đi để thấy một ngày đêm trời sẽ ghé thăm. Đó, mình vuốt cái bát cái xong rồi mình lại đánh vào khổ tiếp theo và cũng sử dụng tiếp tục công thức đó luôn. Sau đó đến cái khúc rap á, thì các bạn lại quay trở lại cái tiết tấu là bát 3-2, một đập, một đập. Đó, nhưng mà thử chỗ đó nha. Em là cô gái của bao vùng bờ, nằm sau buồn của màu xanh mê lãng mây đen, những ngày chuyện trời vương miếng mịn tờ tình người người chia được. Rồi chốt lại thì bài này mình sẽ có 3 kiểu để đánh. Kiểu thứ nhất là bát 3-2, một đập, móc đập. Kiểu thứ hai là móc, móc đập, móc đập. Kiểu thứ ba là móc, móc đập, móc đập. Rồi bài của mình chỉ có như vậy thôi. Chúc các bạn tập tốt nhé. Bye bye.